Vì em xin cảm ơn bạn già nhất của chú rể mình thường đó là Bách An đến từ bên Sông Lắm. Anh chị mình chụp cuối có những lời mời về đẹp đẽ nhất trên trường. Mọi người thì đẹp đẽ chúc phúc cho bạn trong series chúc phúc cho bạn thầy duyên thắm thiết chặt được bên nhau. Trước khi thì cũng như đôi bạn trẻ trở về hội trường cưới thì cũng như làm lễ tình hôn chúc phúc cho hai bạn thầy duyên thắm thiết mãi mãi. Bên gia đình và bạn trẻ thì em xin gửi đến toàn thể quý vị một sáng tác của Tô Tài Năng trong series của Lâm Trần Huy, bài hát có tên Đừng Hỏi Vì Sao Anh Yêu Em. Mọi người chơi tròn có tay thật lớn và thật đẹp nữa. Vâng, xin trọng kính mời và xin trọng kính mời toàn thể quý vị. Anh ơi, bạn đã hiểu rằng lòng anh. Khi tôi toàn thành quý vị trong chỉ số của tôi vẫn sẽ lấy sự bình thường cuối để chúc cho bạn thầy duyên và hát để tỏ lòng tình cảm của hai bạn và tất cả mọi người. Tôi đều chỉ tới chúc cho bạn thầy duyên. Xin cảm ơn một số tất cả mọi người ạ. Đừng hỏi như thế, đừng hỏi như vậy. Vì một lâu sớm em cũng hỏi anh hoài. Đây anh yêu ơi, đừng vì sao anh yêu em. Người yêu ơi, em yêu anh thật không. Đừng hỏi như thế, sẽ làm anh buồn. Vì tình yêu anh trao em luôn thật lòng. Đây em yêu ơi, đừng vì sao anh yêu em. Đây em muốn xin hãy tin anh. Vì sao anh yêu em mãi sẽ không trả lời đâu. Anh không biết đâu người thế. Một khi vắng em, anh rất buồn. Anh không biết sống theo em đâu người thế. Anh hỏi vì sao anh yêu em, biết anh em nghe lời. Anh chỉ biết anh cần em, đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều. Vì anh yêu tất cả. Tất cả con người em.